Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Muốn chạy, cút qua đây cho ta. Nhận ra bình này hay không? Tôi hình như là thứ người vứt. Giờ trả lại cho người. Ồ, đều họp ở đây à? Cũng tốt, đỡ cho ta đánh từng người một. Ai? Các ngươi hãy hưởng thụ đãi ngộ lửa thiêu địa ngục đi. Một người 900, hai người 1.800, ba người 2.700, bốn người 3.600 vạn. Chạy, các ngươi chạy đâu cho não tử? Lê Kích, ngươi là ai? Dám xông vào địa bàn của chúng ta, ta sẽ bị tử thần tra tấn. Phong cách nói chuyện mất mặt như thế chứ, còn nhắc tử thần chó má gì nữa. Đi chết đi, đừng diễn nữa, muốn ta phân tâm. Mấy con sủng vật chu đáo các người ta rất quen thuộc. Mấy nhân vật nhỏ nhoi ở trong cấp chiến tướng, chắc là được rồi chứ. Dùng ta xé xác chú ngữ thúc. Dùng ta xé xác chú ngữ của xúc yêu người. Người này căn bản không phải pháp sư, là quái vật. Quái vật, đừng qua đây. Người biết kết cục chống đối với Hắc giáo đình bọn ta hay không? Câu này ta nghe cả trăm lần rồi. Các ngươi là PC giáo thịnh hay sao? Ông coi như là kẻ chết đau đớn nhất. Tật tinh năng, có thể tìm hai con chuột còn lại hay không? Đi thôi. Thẩm, đại nhân hội thẩm phán, tha cho tôi bị ép mà thôi. Nói như vậy, cô quần là hắc giáo đồ có tâm địa lương thiện, phải phải. Ây vô sỉ, tật tinh năng, ta giáo đồ này cho người. Còn một kẻ nữa, có người ra ở đâu hay không? Ngươi nói bên này, đi thôi. Đảo đường, Thát Lãng đại nhân, ngài nhất định là phải giúp ta thực hiện. Chú tiễn tôi, nguyện ở thế giới dơ bẩn này, thề chết theo ngài. Đại nhân, không không xong rồi. Biết ta đang nói chuyện với ai hay không, cút ra ngoài. Có người đột nhập, đại nhân, hắn giết rất nhiều anh em của chúng ta. Các người là đám phế vật hay sao? Ngay cả một con côn trùng cũng không xử lý được. Đối phương rất mạnh, là thợ săn. Có cần báo cho Phương đại nhân hay không? Ý người là ta không đối phó nổi với một thợ săn nhỏ nhoi. Đại nhân uy vũ, ta cùng với Chu Tiễn đại nhân. Không cần ngươi cản trở, cút qua một bên. Đợi hốt xác của tiểu tử đó đi. Vâng. Chính là hắn, Chu Tiễn đại nhân. Chỉ là một pháp sư hệ triệu hoán, chịu chết đi, ngươi đã làm phiền tới thời khắc quan trọng của ta. Còn tưởng là gặp đối thủ không phải là cái máy nạp lại, không ngờ là tên ngốc. Gần vậy cũng đánh không chuẩn, thấy pháp sư như ngươi. Ấy tốt lắm, so với lổ mấy thanh gỗ ở trường sảng khoái hơn nhiều. Ngươi, ta phải lọc da của ngươi. Trả ma cụ đi chết cho ta. Ơi, ta không có thời gian chơi đùa với con kiến như người. Tiểu viêm cơ, phi viêm vũ, bạo, vẫn quyền cửu giao. Sao, sao lại có thể? Lại nếm thử mùi vị của sấm sét đi. Chu tiễn đại nhân, quần áo đen, tự kết miễu hay là đợi ta ra tay? Có thần ở đây, chết cũng là sống, có thần. Thần quân mẹ nhà ngươi. Ồ, thất thủ rồi, để ta đánh ngươi thẳng lại. Ra tay nặng quá, làm lại, lần này nhất định là thẳng. Thẳng rồi. Ơi, sao lại rớt ra rồi, để ta giúp ngươi gắn lại nhé.
thuộc hạ không dám đến gần, nhưng tên thợ săn đó quả thật là đang ngược đãi giáo sĩ chúng ta, không dám đến gần. Không chết thì cút ra ngoài. Triệu tập Hắc Xúc Yêu, chú ngữ Xúc Yêu đến ngoài điện. Vâng. Lập tức triệu tập Hắc Xúc Yêu, chú ngữ Xúc Yêu. Coi thủ hạ của ta là đồ chơi, chỉ có ta mới có tư cách đó. Cần gì giận vì người sắp chết, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người mà không phải hay sao? Dưới đất lạnh ta ôm người lên. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Để tránh thế nhân quên tắt nãng đại nhân, ta sẽ diễn một nghi thức long trọng ở Sùng Minh Đảo. Chỉ là còn cần chút thời gian. Hỏa từ. Xem ra trong đó là pha lê điện mà chúng nói. Linh ninh, chúng không có ý định rút đi. Theo suy đoán của em chúng không đi. Có lẽ đang đợi độc mẫu hung hãn hoàn toàn thành hình. Anh còn bao nhiêu thời gian, đám xúc sinh này không ít. Đừng hoảng, hình như là anh có chi viện đấy. Chi viện, người của hội thẩm phán. Chắc không phải, người của hội thẩm phán bị quái độc cản trở rồi. Còn tưởng bản thân là đại anh hùng hay sao? Dám một mình xông vào đây. Ấy, đám Hắc Xúc Yêu này không đủ một quyền của ta. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đám tiểu yêu này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tật tình nàng sẽ lát chúng. Đừng trốn sau lưng ra vẻ nữa. Ông đây không có thời gian lãng phí. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta giết thôi. Ngăn hắn lại. Còn ngây ra đó làm gì? Mau dùng ma pháp giết hắn. Hắn đi đâu rồi không biết. Ở đó lên giết hắn. Niệm khống. Đi. Lên tiếp. Còn muốn trốn. Viêm kiếm. Đây, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Đại đại nhân giờ phải làm sao? Ngăn hắn lại. Nếu không, Nami sẽ khiến tất cả chúng ta sống không bằng chết. Huyết thú hoa. Cút ra hết đi. Niệm khống rút lui. Hỏa hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, ấm ảnh hệ, còn có lôi hệ. Hình như hắn đều có. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu hệ? Bảo cậu đếm hay sao? Còn không nên cho tôi. Mau lên, gọi hết tất cả. Có thể triệu hoán được ra đi. Đại nhân, Hắc Xúc Yêu của chúng ta sắp chết hết rồi. Nói nhảm, trong đó chẳng phải là còn nhiều hay sao? Đại nhân, đó còn là con người hay sao? Còn chưa xong à? Mạc Phàm. Ấy, liễu như, là cô ấy sao? Sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Cô thật sự thay đổi quá nhiều, có thật hay không? Mạc Phàm, nhanh giải quyết con mẹ đi. Cho nó chết nó. Nó đang biến đổi hình thái. Trong hình thái này, có thể độc biến ra, lan ra. Có thể độc biến sẽ lan ra ngoài trang trại. Chúng ta tách ra tìm con mẹ, phải nhanh chóng tìm ra nó. Nếu không, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ta biết ngươi là ai rồi. À thế à, ngươi là Mạc Phàm đến từ Bắc Thành. Ngươi 5 lần 7 lượt gây rắc rối cho Hắc giáo phái. Mọi người đều gọi ta là kẻ hủy diệt Hắc giáo đình. Ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Nhưng mà ta cũng không ngờ tới tiểu tạp ngươi như ngươi mang tới nhiều phiền phức như vậy. Nói đúng rồi, nhưng mà cấp bậc của ngươi ở Hắc giáo đình không chỉ là áo lam đúng không? Đây là thiết bị liên lạc. Ngươi có muốn biết đầu dây bên kia là ai hay không? Ngươi nghĩ ta là ai? Là Lăng Khê, ngươi là Tát Nãng. Thật đáng tiếc, lúc đó, nếu như kế hoạch thành công, thì Hồng Y giáo chủ nhà ngươi không còn tồn tại rồi. Giết ta đi, Tát Nãng chỉ là một cái tên. Có rất nhiều người có thể thay thế ta. Không hiểu, cúp máy đây. Ta phải thịt tên thủ hạ của ngươi đã. Ngươi có sợ ta hay không? Ngươi nói gì? Hay là chúng ta tìm thời gian, rồi kiếm nơi nào gặp nhau từ từ nói chuyện? Ồ, ngươi sẽ đem thêm vài người bạn thẩm phán hội chứ? Nên ta sẽ chọn địa điểm. Vậy coi như ngươi không có thành ý rồi.
Ồ, cuối cùng thì ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Nếu như hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi đó, tốt nhất ngươi nên sống lâu một chút. Nếu không, ta sẽ tìm người thân của ngươi đòi hết số nợ này. Mạc Phàm, tôi không tìm thấy độc mẫu. Nhưng mà người phụ nữ kia, máu của cô ta không bình thường. Không bình thường. Cẩn thận, biến đổi. Mạc Phàm, bên trong ả. Ơi, ả lấy thân mình làm vật chủ cho độc mẫu. Mạc Phàm, tình hình thế nào rồi?